Hello anh em, xin chào toàn thể anh em nha. Thể theo nguyện vọng thì test cho anh em một con đâm ly nhỏ trong lòng bàn tay đây này. Cọc loa mạ vàng, điện thì đa nguồn, chạy được từ 5V cho đến 24V. Lắp xe tải chỉ cần cấp điện 24V từ xe tải. Một bình quy 12V hoặc hai bình 24V cũng được. Ở chung trên xe tải, xe con gì đều được. Anh em nào mà cần độ chế loa đài đến xe thì bỏ con đâm ly này 300W đến xe là xong. Đây em test cho anh em nhé. Về chỉ việc cắm loa thẳng trực tiếp vào, đỏ vào đỏ nha, đỏ vào đỏ này, đỏ bắp chuối mà chặt lắm. Đây em phải cầm cho chặt tí. Bắp chuối này, vừa quay vừa bắp chuối. Ok, cắm loa xong, cấp điện thôi. Điện ở nhà thì em cấp 12V, đơn giản, 220V về 12V. Con này chạy đa nguồn, 5V, 9V, 12V, 24V đều được. Tóm lại từ cục đổi điện anh em mua là có đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Rồi, ok chưa? Anh em nhìn nhá. Bật nguồn giữ 3 giây. Lên đèn sáng đẹp. Đèn sáng đẹp, volume đây các kiểu. Để trạng thái không thế này ấy, là mặc định là có Bluetooth nhảy đây luôn. À, Bluetooth nhảy luôn anh em nha. Còn anh em có thể cắm tín hiệu từ CD, điện thoại, máy tính cắm vào cổng đây, cổng vào đây, ra loa. Hoặc là anh em cầu dùng con này làm cặc sao cho máy tính đều được. Bây giờ em sẽ test cho anh em nghe. Test cho anh em nghe nha. Đầu tiên em kết nối Bluetooth, em vào cài đặt setting. Em kết nối với tên Bluetooth của nó. Bluetooth của nó có tên đó. Để em nó tìm cái tên của nó này nhá. Sau đó mình kết nối. Đã kết nối xong, tăng volume lên tí đây này. Anh em nhìn cái led vẩy hai bên của nó này. Bây giờ em mở YouTube, em mở cho anh em một bản nhạc Tuấn Vũ nhá. Tuấn Vũ Up The Ear này nhá. Rồi. Cho anh em nghe một bài. Rồi, tắt quảng cáo đó. Rồi, tăng tiếng này. Chưa tăng tiếng ở đây đâu nha. Đấy. Đang đánh đôi ta nói. Phê quá mức luôn. Âm ly thì ngon, loa thì ngon nữa thì không chê được. Bằng gỗ anh em nhé.